Đây là cái hệ thống tưới nước tự động trong vườn của hoa vườn nhà nha các bác nhé. Cũng thay rất là nhiều các loại van rồi thì thấy cái béc này là tưới được rộng. Đây là tưới dạng tia, được rộng mà béc rẻ nhất bây giờ, vài nghìn một chiếc thôi. Đây, dọc quanh bờ ao cả các bác ạ. Em đang sử dụng một cái con bơm 750 bơm trực tiếp. Đây, nó phải lên đến mười mấy cái béc như thế này đấy, mười mấy trụ đấy. Đây là cái đồi nhá, đồi này là đồi tùng, còn phía bên kia là hoa hồng này, dọc quanh bờ ao kìa, kia các bác nhìn nó xoay kìa. Đó, cho nên là nếu các bác muốn sử dụng cái kiểu như tưới tự động như thế này thì các bác có thể áp dụng cái loại béc này, rất là rẻ, có vài nghìn một chiếc thôi. Lắp vào ống 21, nó có loại to hơn lắp vào ống 27. Thì các bác có thể sử dụng điều khiển bơm tự động bằng ổ cắm thông minh. Ổ cắm thông minh thì có hai dạng, một dạng là các bác có thể tự hẹn giờ, ví dụ như 6 giờ nó đóng bơm, 7 giờ nó ngắt. 17, 18 giờ đóng bơm, 19 giờ nó ngắt, ví dụ thế. Hoặc là các bác có thể sử dụng cái ổ cắm mà có thể điều khiển qua smartphone, sử dụng sóng wifi. Bây giờ nó bán rất nhiều trên Shopee nha các bác nhé. Những cái ổ cắm thông minh có thể điều khiển bằng điện thoại thì các bác có thể chủ động, ví dụ như là các bác đi làm văn phòng, đi làm công nhân, đi làm kỹ sư, làm công trường, các bác có thể là tự mở điện thoại ra, các bác điều khiển là đóng bơm, ở nhà nó tự tưới nha các bác nhé. Đấy là hệ thống tự động. Còn em này thì em sử dụng hệ thống tưới theo giờ. Đó, cứ độ tầm 6 giờ sáng là em bật, đến gần 7 giờ là nó tự tắt. Đó, chiều cũng tầm 1 tiếng, sáng tầm 1 tiếng với cái thời tiết hanh heo này. Còn những ngày mưa thì sẽ tắt, không bơm nữa. Đấy, còn điều khiển bằng smartphone thì nó sẽ tiện hơn, là các bác không phải chạy đi chạy lại mà ngồi đâu cũng có thể điều khiển được. Mà cái ổ cắm thông minh bây giờ ấy, điều khiển bằng smartphone nó khá là rẻ thôi, mấy trăm nghìn thôi các bác nhé. Kìa các bác nhìn cái dãy hồng của em. Hồng của em thì em đang chuẩn bị cắt rồi, đang chuẩn bị cắt để đón Tết. Tầm năm nay ấm ấm này, tầm 15-17 thì bắt đầu em cắt. Hôm nào em cắt em sẽ lên video cho các bác. Đấy, hoa hồng thời điểm này thì các bác chủ yếu là phun trĩ nhá, phun trĩ và phun nấm. Trĩ thì các bác có thể dùng radian, dùng confidor. Còn nấm thì các loại nấm thì các bác có thể sử dụng cốc 85. Đấy, tức là cái những cái thuốc gốc có gốc đồng xung phát ấy, thì nó chữa nấm, các loại nấm rất là tốt, bệnh thán thư nấm mốc rất là tốt nhá các bác nhá. Còn trĩ thì nó chỉ vài cái loại thuốc mà em giới thiệu trên kênh Hoa Vườn Nhà ấy. Các bác nên mua những cái loại đấy, bởi vì là những cái loại đấy là những loại kinh điển để chữa bệnh trĩ cho hoa, cây cảnh, rồi rau màu rồi. Đó, các bác cứ phun luân phiên. Đợt này các bác phun loại này, đợt sau các bác phun loại kia, thì nó sẽ không bị nhờn thuốc các bác nhé. Đó, cái hệ thống tưới tự động này thì nó rất là rẻ thôi. Các bác mua một cái cây ống 21 bây giờ nó cũng hai mấy nghìn thôi. Một cái béc vài nghìn nữa là có thể lắp được hệ thống. Nếu mà cái téc nước nhà các bác để cao tầng 3, tầng 4 hoặc tầng 2 ấy, thì các bác nối trực tiếp vào đấy nó tự tưới luôn. Chúng ta cứ mở van cái là nó tự tưới luôn, không phải bật bơm. Nó rất là tiện nhá. Còn nếu mà các bác nối từ téc nước ra ấy, mà các bác muốn điều khiển tự động thì các bác sẽ mua một cái con bơm đấu kiểu như cái bơm một chiều ấy. Cái bơm dành cho gọi là bơm tưới lan ấy, các bác đấu vào cái đường ống ấy, sau đó các bác đấu công tắc thông minh, ổ cắm thông minh vào cái con bơm đấy là các bác có thể điều khiển ok được. Đấy, kia cái dãy hoa hồng của em kìa, nó vẫn rất là đỉnh nhá, em chưa cắt đâu. Kia cây Sapa kìa. Đấy, Sapa rồi hồng đào rồi hồng quế, hồng điều, cây điều kìa. Các bác nhìn cây điều ngón tay em chỉ kìa, rất là đẹp này. Đấy, cây điều đấy. Và một số loại hồng leo. Đấy, bên kia chỗ cái giàn kia là cái cây hồng tường vi. Đây, súng thì mùa này nó lạnh lạnh rồi, nó vẫn tiếp tục nở này các bác này. Súng tím nhá, súng này là súng Thái đấy. Đấy, em trồng thêm một số cái ngọc thảo trên đồi này, rồi đồng tiền.
kia mấy cái bông đồng tiền rất là đẹp. Đây đồng tiền cổ này, đồng tiền kia là đồng tiền lai. Đó. Mà bây giờ nó có một cái cây này là cái cây hoa rẻ, cây hoa men này nó cũng đang ra hoa này các bác này. Rất là hay. Bắt đầu nó ra hoa này. Đây. Nó chưa chín đâu, nó đang úa vàng, nó chuẩn bị chín này. Đó. Mùa này thì nó ra hoa nó không được nhiều như cái tầm mùa hè. Nhưng mà nó vẫn có hoa, rất là thơm. Cái rẻ này thì em trồng ở trong cái chậu. Đấy. Vâng, xin cảm ơn các bác đã ghé thăm clip trên kênh Hoa Vườn Nhà. Chúc các bác một ngày làm việc thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo.